Xiaomi cũng có thể đang làm việc trên một phiên bản Xiaomi 12 Ultra in hand. Ngoài Xiaomi 12, Xiaomi 12 Ultra được cho là điện thoại thông minh Android cao cấp tiếp theo của công ty, và một dò dỉ mới đã tiết lộ thông số kỹ thuật camera của điện thoại thông minh sắp tới. Người kế nhiệm Mi 11 Ultra được cho là sẽ có cảm biến chính 50 megapixel và được cung cấp sức mạnh bởi chipset Snapdragon 8 Gen 1 hoặc Snapdragon 898 sắp ra mắt. Xiaomi vẫn chưa tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về thiết bị, nhưng dò dỉ đã tiết lộ hai tên mã cho thiết bị, nói rằng công ty cũng có thể đang làm việc trên Xiaomi 12 Ultra in hand. Trong khi thông tin chi tiết về Xiaomi 12 lần đầu tiên bị dò dỉ vào tháng 8, một báo cáo của trang web Xiaomi cho thấy công ty có thể đang phát triển hai thiết bị mới có tên mã là Loki và Tho, tương ứng với điện thoại thông minh Xiaomi 12 Ultra và Xiaomi 12 Ultra in hand. Xiaomi 12 Ultra và Xiaomi 12 Ultra in hand đều có thể được cung cấp sức mạnh bởi Snapdragon 8 Gen 1 hoặc Snapdragon 898 sắp tới. Dự kiến sẽ cung cấp năng lượng cho hầu hết các thiết bị hàng đầu vào năm 2022. Về camera trước, Xiaomi 12 Ultra được cho là sẽ trang bị cảm biến Samsung GN550MP. Như một phần của thiết lập 4 camera, dò dỉ cũng cho biết Xiaomi 12 Ultra sẽ có camera 48MP với zoom 2x, camera 48MP với zoom 5x và camera 48MP với zoom 10x. Để so sánh, Mi 11 Ultra có cảm biến chính 50MP với ống kính góc siêu rộng 48MP và ống kính tele 48MP. Xiaomi 12 Ultra có thể là một thiết bị độc quyền của Trung Quốc và có thể đến vào quý 2 năm 2022. Mốc thời gian mà dò dỉ gợi ý là phù hợp với ngày phát hành của Mi 11 Ultra. Tuy nhiên, Xiaomi vẫn chưa xác nhận các thiết bị cũng như tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về thông số kỹ thuật của chúng tại thời điểm này. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!